Lời Chúa, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ tư mùa vọng, là ngày 21 tháng 12 năm 2020. Xin chào anh chị em, bắt đầu một tuần lễ mới. Sao các anh chị em và các bạn chúng ta khỏe không ạ? Đã có quà Giáng sinh chưa? Đã gửi thiệp đi chưa? Và đã có tính là năm nay đi lễ Noel ở đâu, hoặc là Réveillon tiệc ở đâu chưa? Chị Hà, thưa cha, năm nay virus corona không đi đâu được. Sao anh Tuấn? Nay vợ chồng con chắc là ăn ở nhà thôi. Tại sao còn anh Thắng, anh Nghĩa, chị Châu nay có đi đâu không? Dạ. Chúng con chắc là chăm sóc bệnh nhân thay vì đi lễ. Thưa anh chị em, năm nay chúng ta đón Giáng sinh trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Đấy là nhiều nơi, nhất là bên Mỹ và Âu Châu, nhiều nước đã phải áp dụng biện pháp giãn cách, rồi cách ly, rồi hạn chế đi lại. Và có nhiều nơi từ ngày hôm nay cho đến giữa tháng Giêng là không có tụ tập, không có đi lại ở nơi đông người. Chỉ có chỗ siêu thị là được đến để mua hàng đem về nhà mà thôi. Còn không có chuyện cần thiết thì không ra đường. Và đi đâu thì cũng phải mang khẩu trang và rửa tay. Đó là hai biện pháp phòng ngừa. Và số người nhiễm virus càng ngày càng tăng. Và thưa anh chị em, đã có một giám mục đầu tiên ở Mexico chết ngày 14 tháng 12, 65 tuổi vì virus corona. Rồi Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Jerusalem cũng bị nhiễm virus corona. Rồi có một nhà dòng ở bên Ý, trong đó có 124 sơ thì tới 104 sơ đã nhiễm virus corona. Tuổi từ 20 đến 50. Và hàng ngày chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại, email, nhất là bên Mỹ và Âu Châu, chơi cầu nguyện cho mẹ con, chơi cầu nguyện cho gia đình con. Mọi người đều hoảng sợ vì virus corona càng ngày càng bộc phát rất là mạnh. Với tâm tình ấy, anh chị em có dịp được ở nhà để mà tĩnh tâm mùa vọng. Chúng ta đang có tứ tuần tĩnh tâm. Hôm nay là ngày thứ 23. Mình đã bắt đầu tĩnh tâm. Ngày đầu tiên là Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2020, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng 5B. Và hôm nay là qua ngày thứ 23, là ngày thứ hai 21 tháng 12 năm 2020. Và với những chị em không có dịp theo dõi ngay từ đầu thì chúng tôi đã bắt đầu tuần lễ từ ngày 17 đến 24, tĩnh tâm gần nhất cho ngày Giáng sinh. Chúng ta đã có trong chuyên mục Sống Đúng, Sống Đẹp, gọi là tĩnh tâm mùa vọng. Cho những anh chị em nào không có dịp để thực hiện một cuộc đại tĩnh tâm
26 ngày. Đến ngày thứ 5, 24 tháng 12 là vừa đúng 26 ngày. Nếu mà tính đến ngày thứ 4, 23 tháng 12 là tròn 25 ngày. Cuộc đại tinh tâm mùa vọng năm 2020, 25 ngày tĩnh tâm. Còn những anh chị em nào không có điều kiện thì chúng ta bắt đầu từ ngày gần nhất là 17 cho đến ngày 23. Đến ngày 24 là chúng tôi giảng về lễ đêm Giáng sinh cho anh chị em. Và thưa anh chị em, hôm nay cũng là ngày 21 tháng 12, cách đây 29 năm, năm 1991, tôi được lãnh chức linh mục qua bàn tay của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Hôm nay kỷ niệm 29 năm. Trong tâm tình tạ ơn, xin anh chị em cùng với chúng tôi tạ ơn Chúa. Xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em những thiếu sót trong bổn phận của mình. Nhất là những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa với bản thân tôi thì rất nhiều. Nhưng tôi chưa có đón nhận cho đủ, chưa có dùng ơn Chúa cho đủ. Và nhất là chưa làm tròn hết nhiệm vụ là loan truyền, làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Xin tất cả mọi người thương và cầu nguyện cho bản thân tôi. Và chúng tôi đã có chuyến đi công tác ngày thứ Bảy, Chủ nhật 2 ngày để gọi là mừng 29 năm linh mục. Còn ngày hôm nay âm thầm lặng lẽ trong bốn bức tường để mừng 29 năm. Xin anh chị em thương hiệp thông và cầu nguyện với chúng tôi, tạ ơn Chúa và cầu nguyện. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày 21 tháng 12, bài đọc 1. Bài đọc 1 thì có hai lựa chọn, một là lấy từ sách Diễm Ca, hai là lấy từ sách Ngôn Sứ Sophonia. Chúng tôi chọn bài trích sách Ngôn Sứ Sophonia, chương 3, câu 14 đến câu 18a. Bài trích sách Ngôn Sứ Sophonia: Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, nào dâng Chúa một khúc tân ca. Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia, được Chúa làm Chúa tế. Hạnh phúc thay dân nào, người chọn làm gia nghiệp. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ, vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Hallelujah, hallelujah. Muôn lạy Đức Emmanuel, đấng nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà cứu độ chúng con. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Luca 1 39 đến 45. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda.
Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày 21 tháng 12 anh chị em vừa mới nghe. Chúng ta có để ý thấy cái bầu khí như thế nào hay không? Hồi sáng tôi nhận được một cái bình hoa nhỏ nhỏ để là vì đó chúc mừng 29 năm linh mục. Cái bình hoa màu tím, mà lại cũng một cái vòng hoa màu tím. Tôi nói sao mà buồn thế này, mừng tạ ơn Chúa mà toàn thấy màu tím thế này, mà lại còn cái vòng hoa đeo lên cổ. Đó là cái mà tôi ngại nhất trong các thứ. Tự nhiên thì có ông cha làm lễ, rồi lễ tạ ơn hay là lễ gì đó, rồi có một em hay một cô một bà nào đó lên choàng cho cái vòng hoa to đùng vào quanh cổ, khi áo lễ đang mặc, xong rồi trơ sư cái vòng hoa đó, ngại quá đi, giống như bài hát vòng hoa chiến thắng chúng em chào tặng anh. Tôi bảo sao không cho cái màu gì cho nó tươi tươi, hồng hay là màu vàng hay gì đó. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, chứ còn áo nàng tím thì anh làm cái gì bây giờ, thưa anh chị em. Xong rồi có người nói thì cha chắc đang mùa vọng. Và đúng thật thưa anh chị em, là hồi tôi lãnh tác vụ linh mục cách đây 29 năm vào cũng mùa vọng, tuần thứ ba, tuần thứ tư mùa vọng gì đó. Và lễ tạ ơn thì tôi chịu trước ngày 21 tháng 12, thì cha sở cho phép là lễ tạ ơn ngày 22, là ngày Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Thì tôi hỏi cha sở, vậy thì lễ tạ ơn thì mặc áo gì? Ngài bảo là Chủ nhật mùa vọng thì phải mặc áo tím đâu, không có áo gì khác. Tôi bảo lễ tạ ơn mà, tạ ơn nhưng mà là Chủ nhật mùa vọng. Vâng, cũng vâng lời cha mà có tím. Thế thì ngày trước đó, ngày 22, chưa kịp làm lễ tạ ơn thì có một người chết, và người đó thì lại không có cha nào làm lễ. Thì ông cha, người nhà bảo thôi cha thương làm lễ. Bảo tôi mới chủ chức hôm qua mà hôm nay làm lễ tạ ơn, chưa kịp tạ ơn mà lễ an táng à. Bảo cứ kệ nó, cha thương con, gia đình con neo đơn, hoàn cảnh chẳng quen biết cha nào, giờ khó khăn mùa vọng, cái chẳng bận rộn không có cha nào rảnh. Bảo thôi cũng được, kệ nó, mình lễ tạ ơn bằng lễ an táng. Tiện đang mùa vọng cũng áo tím. Thế tôi những lễ tạ ơn đầu tiên là lễ an táng. Sau đó thì tới ngày Chủ nhật thứ tư mùa vọng là lễ tạ ơn màu tím. Thì thưa anh chị em, cái màu tím, cái áo tím hay là cái gì đó, người ta nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mà trong lòng mình buồn thì có màu vàng, màu tím gì thì cũng giống nhau hết. Nó cũng cứ đen xì hết, vì cái lòng mình đang buồn, đang u ám rồi. Còn nếu mà người vui thì cái cảnh nào nó cũng làm cho mình thấy được cái nét tích cực. Nếu người mình vui thì thấy mùa thu lá vàng rơi nó cũng có thơ mộng ấy chứ, phải không ạ? Mùa thu vàng tươi là mùa lá vàng rơi, và lá vàng rơi tàn 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 tàn. Mình hát cái bài nó vẫn phấn khởi hơn. Hay là có mùa đông thì mình cũng chiều nay gió đông về, vẫn dịch được như thường. Hay là mùa hè có nắng chói chang thì cũng mình vẫn thấy mùa hè rực rỡ chẳng hạn. Rồi mùa xuân thì khỏi nói rồi. Lòng mình, quan trọng là cái lòng của mình. Và lời Chúa ngày hôm nay tôi thấy rằng
Cái ngày 21 tháng 12 này, có lẽ Chúa dành cho tôi một cái ơn đặc biệt là cái ngày chịu chức vào 21 tháng 12. Và lời Chúa ngày 21 tháng 12 thì không thay đổi. Cho nên lần nào cũng bài đọc một Saxophonia, vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào hỡi nhà Israel, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Nguyên mới có một câu, chương 3 câu 14 thôi mà, reo vui lên, hò vang dậy, nức lòng phấn khởi. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng cho dù năm nay chúng ta mừng lễ Giáng sinh trong hoàn cảnh là đại dịch, trong hoàn cảnh là bị cách ly, trong hoàn cảnh là khủng hoảng kinh tế và trong hoàn cảnh là thiên tai vân vân, thì vẫn không để mất được niềm vui vì có Chúa. Và luôn dùng chữ đừng sợ. Ngài nhắc đi nhắc lại chữ đừng sợ. Và mình phải biến tất cả những cái đau buồn, cái u uẩn tăng tóc đó trở thành niềm vui vì có Chúa. Có Chúa là có được niềm vui. Cho nên là bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà kêu lớn tiếng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em cu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu tôi đến với tôi thế này. Quả thật tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Ta thấy không? Lời Chúa bài đọc 1 trong Cựu Ước, bài đọc 2 Tân Ước toàn là nhảy lên vui mừng, vui sướng, hân hoan. Trong sách Sophonia nói tiếp là án lệnh phạt ngươi Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi ngày đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Anh chị em thấy sướng chưa? Thấy hạnh phúc chưa? Đó. Đức Thánh Cha nói khi mình có Chúa rồi là cái niềm vui đó gọi là không ai cất mất được. Chúa Giêsu nói, ta ban cho các con niềm vui và niềm vui ấy không ai cất mất được. Dù là ma quỷ, dù là sự dữ, dù là ốm đau, dù là bệnh tật, dù là tai ương, không cái gì cất mất niềm vui được. Mà ta thấy rõ ràng lòng thương xót Chúa được tỏ hiện ở đây. Là án lệnh phạt ngươi Chúa đã rút lại. Chúa nói Faustina là đây là thời gian của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng, trước khi giờ trừng phạt của Chúa, thì Chúa khoan giãn kéo dài thời gian này là vì Faustina và nhiều người khác đã cầu nguyện khẩn nài lòng thương xót. Cho nên Chúa kéo dài thời gian của lòng thương xót, khoan giãn thời gian lòng thương xót để cái thời gian mà sự công thẳng chưa đến. Chứ nếu không thì chúng ta khó mà có thể được cứu thoát. Nếu đến giờ của sự công thẳng, Thiên Chúa là đấng công thẳng, công bằng, nhưng cũng giàu lòng thương xót. Mà lòng thương xót kéo dài ra để chúng ta có cơ hội, cơ may mà quay trở về. Đặc biệt là với anh chị em đang sống trong những ngày tứ tuần tĩnh tâm mùa vọng, thời gian để mình sám hối, để mình quay trở về, để mình được Chúa tha thứ án lệnh phạt ngươi Đức Chúa đã rút lại. Đức Chúa rút lại giống như là đã ra lệnh rồi, xử tử rồi, hoặc là chung thân rồi, hoặc là tù bao nhiêu năm rồi mà rút cái lệnh lại. Giống như ta thấy những bộ phim chuẩn bị vừa mới rút cái thẻ bài sứ trang, vừa mới quăng cái đồ ngựa phi đến lệnh nhà vua ngưng lại. Ồ, ông kia thấy rằng mình được thoát án tử. Thế thì đấy, mình thấy Đức Chúa đã rút lại cái án phạt, thù địch của ngươi người đã đẩy lui xa. Mà Đức Chúa của Israel đang ngự giữa ngươi là Đức Chúa, chứ không còn phải là vua hùng, vua này, vua nọ, vua kia.
những vị vua mà cai trị những người dân thì thường là lo cho bản thân mình nhiều hơn là lo cho người dân. Có những vị gọi là minh quân hiếm lắm. Người đầu, người lãnh đạo mà có lòng thương xót hiếm lắm. Đa số là những vị vua mà luôn luôn tỏ cái quyền hành của mình. Người nào lỡ một chút là chu di tam tộc. Không những chu di tam tộc mà có khi còn chu di tới cửu tộc nữa. Ba đời mà đến tới chín đời nữa. Mà đụng với nhà vua một tí gì là phạm thượng, phạm thượng, phạm thượng. Còn đức vua mà cai trị là chính Thiên Chúa, chứ không có bất cứ một vị vua nào khác. Và không còn tai ương nào khiến người phải sợ. Bây giờ cả thế giới đang hoảng sợ vì virus corona. Ngay cả Tổng thống Pháp mới có 42 tuổi cũng nhiễm virus corona. Rồi Thủ tướng Pháp cũng phải cách ly vì đã tiếp xúc với ông Tổng thống. Rồi có một gia đình bên Mỹ, anh chị rất là tôn sùng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi quen từ Việt Nam qua bên Mỹ. Rồi có thằng con đi học, rồi về thăm bố mẹ, thì con nó bị nhiễm virus corona. Ở với mẹ, chơi cả tuần. Lúc phát hiện ra thì mới biết là thằng con bị nhiễm. Người ta đem con đi cách ly. Còn cả nhà là phải cách ly. Bảo con này chắc tiêu rồi. Vì con ở với mình như vậy. Mới viết thư về xin chúng tôi cầu nguyện để Chúa gìn giữ. Mới hôm qua gửi cái nhắn tin là chúc mừng 29 năm linh mục và tạ ơn Chúa là chúng con đã bình yên, cả gia đình không sao hết, đã thở lại rồi. Rồi một gia đình khác ở bên Texas là con đi học, rồi trong trường đó bị nhiễm, con nó về. Rồi bây giờ cách ly hết, cả nhà phải cách ly, không được tiếp xúc với nhau, sợ dính. Nói trong nhà mà mỗi người một phòng, không ai được gặp gỡ, không ai được tiếp xúc với ai. Phải tự cách ly vì không còn chỗ nữa. Bệnh viện không còn, chỗ tập trung cũng không còn nữa. Nói bây giờ, chúng con chỉ còn có một cái niềm vui duy nhất là mở mạng lên trong web tinthac.net hoặc là YouTube tinthac.net hoặc là Facebook Thiện Nguyện Tín Thác và nghe mỗi ngày 4 món ăn tinh thần. Lời Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi chuyện đạo, chuyện đời. Và ngày Chủ nhật thì có trang thơ cho bạn trẻ rồi thắc mắc biết hỏi ai. Đó là cái món quà tinh thần, món ăn tinh thần giúp chúng con trong lúc này, trong lúc mà tai ương làm mọi người trên thế giới đều hoảng sợ. Có nhiều em bên Mỹ nói bìa, con hoảng sợ lắm cha. Không biết khi nào nhiễm bao giờ. Vì qua ngày nào cũng thấy có số người nhiễm. Bây giờ thế giới lên tới 75 triệu, gần 80 triệu người nhiễm. Và số người chết cũng cả hàng triệu rồi. Và ngày nào cũng có người nhiễm và ngày nào cũng có người chết. Cho nên hoảng sợ lắm. Và người ta cứ nói là chế đã được vaccine vân vân và vân vân. Cũng chỉ là trong giai đoạn thử nghiệm mà thôi. Việt Nam nghe đâu cũng thử nghiệm 3 người rồi, không biết làm sao. Mà trong lúc thử thì bác sĩ y tá bao vây, có cái chuyện gì là phải cấp cứu liền. Thế thì biết bao giờ mới hết. Chỉ còn có ơn của Chúa thôi thưa anh chị em. Chứ không cách nào khác được. Không cách nào khác được. Vì thế mà mình tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đọc lời của Chúa thì mình phải thấy rằng là lời đó đang ứng nghiệm ngày hôm nay. Chứ không phải có chuyện của quá khứ. Mình đọc bộ này sách Sophonia. Cái này là lời Chúa của ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa. Đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Không phải chuyện ngày xưa, ngày xưa. Mà chuyện ngày này, ngày nay. Lòng thương xót Chúa vẫn tỏ hiện. Quyền năng lòng thương xót Chúa đang tỏ hiện. Nhưng mà thử hỏi, có bao nhiêu người quay về với lòng thương xót Chúa? Bao nhiêu người nhìn nhận Chúa là vua của mình, là Chúa của mình? Bao nhiêu người dành thời giờ để mà tĩnh tâm mùa vọng này trong lúc đang hoảng sợ vì nhiễm virus corona, vì thất nghiệp, vì phá sản, vì đủ mọi thứ khủng hoảng và áp lực nặng nề trên bản thân mình cũng như gia đình mình?
có chạy đến với lòng Chúa thương xót để tĩnh tâm lại, để lắng lòng mình lại, để khấn nài lòng thương xót Chúa, gọi là tỉnh thức và cầu nguyện. Lời mời gọi của mùa vọng ngay từ đầu, tỉnh thức và cầu nguyện. Không phải tỉnh thức không, tỉnh thức không mà cứ ngồi mà canh chừng, coi chừng là bị căng thẳng quá rồi thì bị stress. Căng thẳng quá mà tỉnh thức, không biết bao giờ nó đến, không biết khi nào virus nó đến, không biết bao giờ nó đến, hoang. Còn đây mình cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Trời sập cũng như đắp mền thôi, Chúa ơi, không có gì phải lo cả. Thì mình mới thấy rằng là người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Ngày hôm nay chúng đang nói với từng người chúng ta trong cơn hoảng loạn này là đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Nào, anh chị em cùng nhau lặp lại. Đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Nhắc nhở nhau, nói với nhau, nói với chính mình. Đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Chúa đang ngự giữa chúng ta. Ngươi là vị cứu tinh. Về đi tìm cứu tinh, chế ra được vaccine chống virus corona đã là cứu tinh chưa? Chưa đâu, thưa anh chị em. Nếu Chúa không cứu, nếu Chúa không ra tay thì chẳng có thuốc nào chữa được đâu. Chứ không thôi con người lại dễ kiêu ngạo, lại tự cao, tự hào, tự mãn là bàn tay ta làm nên tất cả. Thử hỏi Việt Nam, mà nếu Chúa không gìn giữ, cả 100 triệu con người mà sống chen chúc với nhau, chật hẹp như vậy, thiếu thốn mọi phương tiện, làm sao mà ngừa được virus corona? Dĩ nhiên là biện pháp ngăn chặn là mạnh đấy. Nhưng mà tôi thấy với bản thân tôi, hàng ngày tiếp xúc với những chị em đến xin cầu nguyện, người thì ung thư, người thì thế này thế khác, lắm lúc bản thân mình cũng run lắm, nói thật. Chả lẽ bây giờ bắt họ đứng xa 2 thước, cầu nguyện cái gì được, thưa anh chị em? Phòng ốc thì không có, chỗ thì không có, chỉ có một nhóm cầu nguyện trong cái chòi bảo vệ chật hẹp như thế, chật chúc như vậy. Chỉ có lạy Chúa, con xin phó thác tất cả cho Chúa. Bây giờ con đuổi họ về, hay là con cho họ về, hay là con bảo họ về, tội nghiệp quá. Họ đến đây họ cầu nguyện, họ đâu có làm gì đâu. Đi từ ngoài Bắc vô cả mấy ngàn cây số, mà đa số lại là những người ngoại đạo. Giờ làm sao bây giờ? 29 năm linh mục, năm nay là năm mà bản thân tôi cũng cảm thấy là nhiều khi mình bị căng thẳng ở cái chỗ này. Căng thẳng là bỏ thì thương, vương thì tội. Bỏ thì thương, người ta về thì sao? Chúa Giêsu bảo các tông đồ có gì cho ăn không, để họ về họ chết đói dọc đường thì sao? Nhưng mà trước đó thì Chúa đã chữa lành bệnh tật của họ rồi, rồi lo cho cả thân xác họ nữa. Và trước đó nữa thì họ đã nghe Chúa cả 3 ngày rồi, của ăn tinh thần rồi, và lo cả của ăn vật chất, và lo cả sức khỏe. Chúa đã đứng nhiều lòng thương xót. Mà bây giờ mình rao giảng về lòng thương xót Chúa, mà bây giờ người ta đến, mình không tỏ lòng thương xót bằng cách tiếp đón họ được sao? Không tỏ lòng thương xót bằng cách cầu nguyện với họ được sao? Không tỏ lòng thương xót bằng cách là giới thiệu, nói cho họ biết rằng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa là đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Ngài mới là đấng chữa lành. Tôi nói đi nói lại không biết là bao nhiêu lần, tôi không phải là người chữa lành. Tôi không phải là thầy thuốc. Tôi cũng là một bệnh nhân như anh chị em, là một tội nhân như anh chị em, cần được Chúa thương xót. 29 năm linh mục, nếu Chúa không thương xót tôi thì tôi chết chắc rồi. 29 năm linh mục mà Chúa không gìn giữ tôi thì tôi sa ngã lâu rồi. 29 năm linh mục mà Chúa không bảo vệ tôi thì biết bao nhiêu kẻ thù trên con đường như loan truyền lòng Chúa thương xót, thù trong giặc ngoài, nó tấn công tới tấp, từ bên trong nước, bên ngoài nước, từ trong nhà ra ngoài phố, đi đâu cũng đầy những kẻ thù. Làm sao ai mà bảo vệ được, cẩn thận thế nào cũng chết. Tôi xác tín rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Chúa đã bảo vệ, Chúa đã che chở, Chúa đã gìn giữ tôi. Và tôi là con người bất xứng hoàn toàn, vô tài, vô đức. Vậy mà Chúa thương, Chúa còn sử dụng như thế này. Thì anh chị em là những người đạo đức tốt lành, các đấng các bậc, thì Chúa còn dùng cỡ nào nữa, thưa anh chị em? Tôi xác tín điều đó. Cho nên Chúa đang ngự giữa anh chị em,
là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Bây giờ người ta đến với mình, sao đây Chúa ơi? Như lúc tôi thấy tấm lòng mình nó nát tan, ngoài miệng thì phải nó khứng thôi anh em đi về đi, giãn cách không được, nhưng mà lòng mình xót xa lắm. Thế họ lủi thủi, thế họ thất thèo, thế họ lang thang thương vô cùng, thế họ bế tắc, họ không còn cái bám víu nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Cho nên tôi nói rằng anh chị em phải tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và Chúa để cho như thế nào, Chúa chữa như thế nào, lúc nào và như thế nào thì quyền của Chúa và tự do của Chúa. Chúa biết cái nào tốt nhất cho mình, Chúa biết cách nào hay nhất cho mình. Anh chị em đừng có đến khấn là cứ phải được như vậy, phải được chữa, phải được khỏi. Không khỏi mà tin vào Chúa, đó còn ơn lớn hơn nhiều. Mình càng cầu nguyện càng thấy bế tắc mà mình vẫn còn cầu nguyện thì ơn đó còn lớn hơn nhiều. Chính bản thân tôi đây, càng cầu nguyện càng bám lấy Chúa thì dây thừng nó càng siết chặt, vòng vây nó càng vây chặt hơn, và mình không cục cựa đâu được, mà mình vẫn nói trong cái lúc hoảng loạn nhất, bế tắc nhất rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dù gì đi nữa con vẫn tin rằng Chúa là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì người Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới người, vì người Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Chị em thấy sướng không? Vì em mà anh bỏ thuốc lá đó, vì anh đó mà em không có làm bà tám nữa đó, vì mẹ đó mà con lần chuỗi đó. Anh chị em thấy không? Nếu mà tao nói vì mình mà người ta được sửa đổi, hay người vì mình mà người ta làm cái này làm thế kia, mình sướng không? Quá sướng. Vì tôi mà họ làm cái này làm cái kia, tôi cứ sướng. Vậy mà một Thiên Chúa đầy quyền năng mà nói với chúng ta rằng là vì ngươi, vì tôi này, vì cái thằng Trần Đình Long đây này, mà Chúa nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Vì một cái con người tội lỗi này, một con người bất xứng này, một con người không ra cái gì cả, mà Chúa nhảy múa tưng bừng là sao Chúa ơi? Có phải là lòng thương xót của Chúa hay không? Đó hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót của Chúa nhảy múa tưng bừng vì một cái con người tội lỗi. Mà con người tội lỗi mà quay trở về thì cả trời đất cùng nhảy mừng. Vậy thì anh chị em, người tĩnh tâm này không quay về với Chúa thì quay về với ai đây? Ai có thể cứu anh chị em khỏi virus corona? Ai có thể cứu anh chị em khỏi khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, đủ mọi thứ khủng hoảng? Và gia đình của anh chị em rạn nứt đổ vỡ, ai mà hàn gắn được? Thưa anh chị em, có Chúa mình đón nhận hết tất cả. Sự gì xảy ra mình cũng tin rằng là Chúa vẫn thương mình. Tôi thấy cuộc đời của mình 29 năm linh mục tràn đầy ơn phúc, mà thú thật với anh chị em phải đấm ngực trước Chúa là lạy Chúa. Chúa thương con, Chúa nhảy mừng vì con, nhưng mà nhiều lần Chúa cũng phải khóc vì con. Trời ơi, ta thương nó như thế, lòng thương xót của ta tỏ ra con như vậy, mà sao con vẫn nhiều lúc lại lỗi ước quên thề, nhiều lúc con lại bỏ ta, con chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực của thế gian, nhiều lúc con lại quên ta mà con chỉ nhớ đến tiền bạc, nhớ đến chức tước, nhớ đến địa vị thôi. Thú thật với anh chị em, nhiều lúc nằm cũng tủi chứ. Giờ 29 năm ngó bức tường thứ nhất, bức tường thứ hai, bức tường thứ ba và bức tường thứ tư. Bốn cái bức tường thôi mình thấy nó buồn, giống như bức tù, nhà tù thì mình đổ nó thành tứ tường, thành tứ tuần tĩnh tâm, thay vì là tình tiền tù tội. Buồn quá, thì mình đổ nó thành tứ tuần tĩnh tâm, cũng 4T vậy thưa anh chị em. Thấy không? Tôi mới thấy được là lạy Chúa, nhiều lần Chúa đã phải khóc vì con, và nhiều lần Chúa nhảy múa tưng bừng vì con, vì con tín thác vào Chúa. Và khi con tín thác vào Chúa, Chúa qua lời cầu nguyện, qua bàn tay, qua con người tội lỗi này, mà lòng thương xót Chúa, ơn sủng của Chúa được tuôn tràn đến với những người đến với mình. Có thấy sướng không? Quá sướng. Những người đến và họ nghe giảng cùng cầu nguyện, họ được ơn trở lại. Cho nên
nhân ngày lễ kỷ niệm 29 năm hôm nay, xin giới thiệu với anh chị em món quà của lòng thương xót Chúa, sẵn sàng gửi tặng cho những người ngoại đạo, những người anh chị em dân tộc, những người nằm trên giường bệnh, những người ở vùng sâu vùng xa không có phương tiện, không có điều kiện, làm máy gọi là radio lòng thương xót Chúa, radio bài giảng lòng thương xót Chúa, có lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo chuyện đời và sống đúng sống đẹp, xin được gửi tặng đến anh chị em. Có nhiều anh chị em viết thư về nhưng mà không có địa chỉ, không có số điện thoại, cho nên không có chi liên lạc để mà gửi đến được. Có người viết: cha ơi, con nghe nói cha có máy, cha có gửi cho con được hay không, con xin cảm ơn cha. Hết. Không tên, không địa chỉ, không số điện thoại, email mỗi như vậy. Tôi nói này, chỉ có Chúa gửi, còn tôi thì cách không cách nào mà gửi được. Thì thưa anh chị em, tôi cảm thấy vui lắm. Có một cha bạn nói: anh cho em 20 máy, bảo mẹ em đem đi cho mấy người ở vùng dân tộc. Bảo được. Cái lúc ăn cơm nói: anh cho em thêm được không? Bảo được chứ. Bảo tưởng là chỉ có 20 máy. Bảo bà cũng muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, lấy càng nhiều càng tốt, bà có đi bán đâu mà sợ. Bà đi bà gửi tặng mà. Mình không gửi tặng được thì bà cố bà đi gửi tặng được, anh chị em khác đi gửi tặng được cho những người vùng sâu vùng xa. Có thể có những cha xứ đến xin những cái máy lòng giảng lòng du xuất, tôi mừng lắm. Cho mà mừng, mất mà lại được. Mất mà được. Cô em nó bảo: cha khốn lắm, ta khờ chết cái khôn gì. Cha đó là mừng 29 năm mà không chịu ở nhà, đi công tác thứ 7 Chủ nhật đi phát quà cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa miền Tây là khôn lắm á. Khôn sao? Thì như vậy thì ta mới cầu nguyện cho cha. Còn cha ở nhà, cha đi mời khách dự tiệc á, thì chỉ mấy người có tiền, có của, có danh, có chức, những người mà không cần ăn thì lại mời họ ăn là sao? Người không thèm ăn mà mời họ ăn là sao? Có những người thèm ăn mà lại không cho ăn là sao? Những người mà muốn ăn mà cha lại không cho ăn là sao? Ừ đúng đấy nhỉ. Chúa cũng soi sáng, mình cũng khờ khờ vậy mà cũng có lúc khôn khôn. Nhờ vậy mà cho những người cần ăn cho ăn chứ, tại sao những người này họ có thèm ăn đâu mà cho, làm gì? Họ giàu có, họ danh vọng chức tước, lễ nào cũng được mời, rồi cha nào, vị nào, dòng nào cũng mời họ. Thôi mời làm gì? Đi ra kiếm những người mà cả bơ cả bớt đi, Chúa bảo mời những người mà không có gì để đền lại cho con, họ sẽ rước con vào nước trời. À vậy thì em cũng khôn đấy cha. Mà cũng cha khôn thật đi chứ. Thôi thì ngu bẩm sinh khôn đột xuất. Thưa anh chị em, cũng được. Thế thì Chúa nghe chắc Chúa cũng phải cười. Chúa bảo ừ, thằng Long này mày cũng lâu lâu mày cũng lau cá. Được, đó cũng được, lau cá cái đó cũng được. Thế thì Chúa nhảy mừng và lấy tình thương mà đổi mới. Lòng thương xót Chúa đổi mới con người của tôi, con người của anh, của anh chị em. Rất nhiều người được cái ơn đó. Và mỗi một người phải nhận rằng cái lời mà bà Isabel nói với Đức Mẹ: em thật có phúc vì tin rằng Chúa thực hiện những gì người đã nói với em. Có phúc vì tín thác tôi, ông bà anh chị em chúng ta ngày hôm nay. Nếu mà tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa như mẹ Maria, Chúa sẽ làm những cái gì tốt nhất, đẹp nhất cho con, thì ta trở thành người có phúc như mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, sau khi đáp tiếng xin vâng để đón nhận ngôi lời nhập thể trong cung lòng của mẹ, mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã không dừng lại ở đó để giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình, mà mẹ đon đả vội vã lên đường đến với người chị họ đang cần sự giúp đỡ, đang cần sự chia sẻ, đang cần sự phục vụ. Mẹ có phúc vì mẹ đã thực hiện lời của Chúa là con người đến để phục vụ chứ không được phục vụ. Cảm ơn mẹ đã gìn giữ con, một người con của mẹ, một linh mục hèn yếu tội lỗi này suốt 29 năm. Và đã gìn giữ anh chị em chúng con qua năm 2020 với biết bao nhiêu biến cố. Mẹ đã che chở chúng con, mẹ đã gìn giữ chúng con cùng với thánh cả Giuse mà chúng con bắt đầu bước vào năm thánh Giuse.
Xin cho mỗi người chúng con được noi gương mẹ, noi gương thánh cả Giuse, luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, để chúng con cảm nhận được chúng con là người có phúc, để Chúa nhảy mừng vui sướng vì chúng con, những đứa con luôn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen. Lạy Chúa Thánh Linh, nguồn vui an thế gian, nguồn mạch sống niềm tin, sức sống vô biên trên đời, vượt thắng quỷ ma I'm not afraid.